Sao? Ưng không? Ưng quá đi chứ. Giá thành lại nằm đúng trong dự toán của bọn mình nhá. Mà lại còn cho thuê lâu dài nữa. Để tao bảo với cả cô Ngọc luôn. Rồi bọn mình sửa sang, bắt tay vào làm. Nếu mà thuận tiện, sang tháng khai trương được thì tốt quá. Mà sao mày tìm được chỗ này thế? Thì anh Google. Công nhận đấy, thời buổi công nghệ cái gì cũng tiện. Đến bán cơm mà giao còn dễ. Vào xem lại vòng nữa ha. Anh ta làm gì anh sao? Tôi nuôi ong tay áo, bị nó châm cho sưng hết mặt mũi đây này. Bây giờ có cơ hội, tôi phải di chết con ong đấy. Thì ra lúc nãy anh đã gọi điện thoại báo cho chồng bà ta. Không chỉ chồng đâu, mà còn vài món gia vị nữa cho nó đủ mâm. Đến rồi, cuộc vui bắt đầu. Mở cửa ra. Ôi chó kia. Ui dồi ôi, chồng em. Ui giời ơi, chết rồi. Làm thế nào bây giờ đây? Ui anh em xin anh các anh em lấy các anh. Lột chắn nó ra. Anh ơi. Lũ khốn nạn chúng mày. Anh ơi. Đánh chết chúng nó cho tao. Anh ơi, anh ơi, em xin anh. Ôi các anh đừng đánh em. Anh chết rồi. Anh em là ngày. Là tao. Chẳng cho. Nào, mời cậu. Dạ. Tôi không thể tưởng tượng nổi tôi với anh cùng nhau làm chuyện này đó. Cũng coi như là tôi nhổ được cái gai trong mắt. Gai trong mắt hả? Nhớ trước kia là tôi cũng từng là cái gai trong mắt của anh đúng không? Thôi, chuyện gì qua rồi cho qua đi, không nên nhắc lại làm gì. À, dạo này vợ của anh sao rồi? Chị Khuê khỏe không? Sao cậu lại hỏi cô ấy? Anh nghĩ gì vậy? Tôi chỉ quan tâm đến bản thân của vợ anh, chứ không quan tâm đến vợ của anh, ok? À, là cô San ấy hả? Đúng. Tôi biết hai người rất là ghét nhau, nhưng mà không sao. Chuyện đó chuyện của hai người. Bây giờ anh cho tôi số điện thoại của chị Khuê, vợ của anh. Phải gọi là vợ cũ mới đúng chứ. Cậu cứ yên tâm, cô ấy vẫn sẽ là chị dâu của cậu. Bằng mọi cách tôi sẽ giành lại cô ấy. Vậy hả? Được. Để tôi coi bản lĩnh của anh tới đâu. Như vậy nha, tôi với anh cá với nhau, một trong hai đứa, đứa nào sẽ giành vợ đầu tiên, đứa đó là người thắng cuộc. Bất ngờ quá nhỉ? Dạ. Cuối cùng lại biết nhau hết. Hôm trước gặp chị ở thang máy, vội quá, cũng không nói chuyện được nhiều. Chị nghe nói là thời gian vừa qua em đã hỗ trợ anh Thái rất nhiều. Thật lòng, mặc dù chị và anh Thái đã ly hôn, nhưng chị rất cảm kích. Không có sao đâu chị. Em với anh ta có mối quan hệ đặc biệt mà. Em nghĩ chị sẽ tốt hơn. Ít ra thì anh ta không còn hàng học em nữa. Chị rất mong là một ngày gần nhất hai anh em sẽ chính thức nhận nhau. Em có thể về nhà và thắp hương cho bố. Cảm ơn chị rất nhiều. Em cứ suy nghĩ mãi, một người phụ nữ như chị mà ông ta đã để mất, em cảm thấy hơi bị tiếc. Thôi nào, chị biết chắc chắn buổi cà phê ngày hôm nay là em muốn hỏi về San đúng không? Vâng. Anh đang đau đầu về chị ấy đây. Em nghiêm túc với Sam chứ? Có, em nghiêm túc chứ. Chị tình cảm mà, đâu thế nào mà đùa giỡn được. Nhưng mà em cảm nhận là chị Sang có một người đàn ông khác. Mà người đó thì hay đi theo chị Sang lắm. À, chị Khuê, chị có biết người đàn ông đó là ai không? Ai nhở? Đàn ông á? Chị nghĩ là có hiểu lầm gì ở đây. Bởi vì San không phải là người như vậy đâu. Em hiểu San đến đâu rồi. Im lặng như vậy là chưa chắc chắn phải không? Vậy thì tại sao em không để cho hai người thêm một chút thời gian? Vì có những do dự của phụ nữ, người ngoài không thể hiểu được đâu. Ý chị là sao? Ví dụ như khoảng cách chẳng hạn. Sự chênh lệch về tuổi tác sẽ làm cho phụ nữ thiếu tự tin. Mà khi thiếu tự tin rồi thì họ sẽ không sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ. Ba chào ông. Ừ. Anh còn đến đây làm gì? Ông ơi, ông đừng giận bố cháu ông nhá. Bố cháu dạo này còn bị đau bụng nữa. Thôi được rồi, vào đây với ông nào. Mẹ ơi, bố dắt con sang đây chơi này. Con gái sang chơi à? Ừ. Moon đâu em? Moon vừa đi ra với bà rồi. Bà dạo này đang tập đi lại cho khỏe chân. À, Bống ơi, có muốn ra ngoài ngõ tìm bà với em Moon không? Dạ có ạ. Ừ, ông dắt đi nhá. Ừ. Anh ngồi đi. Anh nghe nói em tìm được mặt bằng rồi. Công ty mới của anh cũng làm về nội thất. Em để anh giúp em nhé. Nhà hàng của tôi có chủ đầu tư, với cả San cũng góp vốn nữa. Một mình tôi không thể tự quyết được, mà phải hỏi ý kiến của mọi người. Anh làm sao thế? Vẫn là dạ dày em mà. Để tôi đi pha cho anh cốc mật ong nghệ. San có cho tôi xem mặt bằng. Tôi định giới thiệu bên thiết kế nội thất quen biết. Em có yêu cầu gì không? Chồng tôi làm thiết kế nội thất nên không cần đến anh đâu. Đừng làm phiền. Anh uống đi. Em vẫn còn quan tâm anh có phải không? Tôi lo là bởi vì anh là bố của các con tôi. Nếu anh biết nghĩ cho mẹ và các con thì hãy chăm sóc sức khỏe của mình cho tốt vào. Ừ. Anh biết rồi. Vậy hai mẹ con có chuyện gì bảo anh ngay nhé. Được rồi. Anh ngu lắm có phải không? Bây giờ anh mới thấy trân trọng những chăm sóc hàng ngày của em.